tình trạng ngực của chị này có mô sơ nhưng mà có nó hơi bị chảy xệ nhẹ ha, mọi người thấy không, cái chân ngực nó không có đều nhau nè, bên phải nó xệ hơn bên trái một chút xíu. Thì khi mọi người đến tư vấn, bác sĩ sẽ chỉ định thêm cho mọi người và kèm theo là tùy theo vào cái sở thích cũng như là nhu cầu của mọi người nữa. Đây, mọi người so sánh giúp em nè, khe ngực lúc trước nè, mọi người thấy không, nó có khoảng cách rất là lớn, nó tè qua hai bên nè, mọi người thấy không ạ, và một bên đó là nó không có đều nhau á. Rồi mọi người xem góc nghiêng giúp em nha. Bạn Thoa nhóc ơi, nâng ngực có làm mất cảm giác, đặc biệt nâng ngực nội soi không làm mất cảm giác, cũng như là những chị em mình chưa có gia đình á, mình cũng đừng có lo lắng về cái việc mà nâng ngực thì có làm ảnh hưởng đến tuyến sữa cũng như là cảm giác hay không nha. Nâng ngực nội soi có một cái đặc biệt á, là cái túi ngực sẽ được đặt dưới khoang ngực, cho nên là hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảm giác của mọi người luôn, cũng như là tuyến sữa. Cho những chị em mà mình chưa có gia đình thì mình cũng đừng có lo lắng vấn đề này nha. Nâng ngực duy trì được bao lâu bạn ơi? Nâng ngực mình giờ sử dụng được vĩnh viễn luôn ạ. Và đặc biệt là bệnh viện có bảo hành về túi ngực vĩnh viễn cho mọi người nha. Có rất là nhiều chị em bình luận ở dưới đây là khen ngực của chị đẹp luôn á chị. Cảm ơn. Dạ, thì chị này cũng đã rất là thoải mái, sau 5 ngày là chị đã có thể là hoạt động thoải mái bình thường rồi. Chị có chia sẻ là sau ngày hôm sau về là chị đã thấy không có đau nhức hay bình thường, rất mọi thứ rất là bình thường, cho nên là mọi người yên tâm nha.